Và các bạn thấy được là một số thông tin nổi bật mà Thùng muốn mang đến cho các bạn Đây chính là điều thứ nhì Thùng muốn chia sẻ trong video này Thì trước khi chúng ta nói tới một số những cái thông tin khác đó Thì các bạn thấy được là ngày hôm nay là một ngày mà đầy sôi động có rất nhiều thông tin Nhưng mà tất cả những thông tin đó đó được chọn lọc Và cái bài báo Wall Street Journal lại lựa chọn là đăng thông tin Liên quan tới Elon Musk và McDonald nói về việc là Elon Musk kêu gọi McDonald chấp nhận Dogecoin trở thành cái phương tiện thanh toán thì các bạn thấy được là tại sao là như vậy à, đây cũng là điều là khó để hiểu tại sao biết bao nhiêu điều đang xảy ra bây giờ thì Washington lại lựa chọn là đăng cái bài này và thật ra đó thì gần đây thường cũng không có nhớ là thuận nghe nói tới đồng Dogecoin đến từ Mark Cuban nữa Cái bạn đã nhớ là cách đây khoảng chừng nửa năm đó thì hai tỷ phú mà lên tiếng liên tục ủng hộ Coi, một là Elon Musk hai đó là Mark Cuban nhưng mà gần đây thường không có nghe nói là Mark Cuban nói về Dogecoin nữa không biết là tại sao nhưng mà đây cũng là một điều cũng khá là mắc cười thường muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp đó thì đương nhiên hôm nay cũng là một ngày mà chúng ta tiếp tục nhận được những cái thông báo quý 4 đến tiền công ty đó họ có lời như thế nào thường nghĩ là một những công ty các bạn rất muốn biết đó chính là công ty Tesla thì công ty Tesla đó họ báo cáo là cái số lượng Bitcoin đó không thay đổi trong quý 4 Có nghĩa là trong cái báo cáo thu nhập của họ đó không có nói là mua thêm Bitcoin nhưng mà cũng không có bán Bitcoin Cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ bây giờ vẫn giống như là cái quý trước đó Điều thứ nhì đó nhưng mà nào quan tâm đó, thì công ty Tesla đã có thu nhập cao hơn là nhiều người dự đoán Và điều thứ ba đó thì Elon Musk đã đưa ra một cái bản cập nhật lộ trình sản phẩm cho công ty Tesla Và Elon Musk cho biết đó là công ty năm nay sẽ không uh, phát hành bất kỳ mẫu xe mới nào vào năm 2022 này Có nghĩa là sẽ không có Cybertruck trong năm nay và cũng sẽ không có cái mẫu Tesla mà 25.000 mà được hứa hẹn đâu Trong năm nay đó, công ty Tesla sẽ tập trung vào phát triển công nghệ xe tự chạy và mở rộng quy mô sản phẩm Tại các nhà máy mới ở Austin, ở tiểu bang Texas và vùng ngoại ô ở Berlin và có rất nhiều thông tin khác Thuần muốn chia sẻ với các bạn Hôm nay là một ngày mà thường sẽ không có chú tâm quá nhiều à, về việc phân tích Tại vì hôm nay có quá nhiều thông tin à, Điều thứ nhì tôi muốn chia sẻ liên quan tới thông tin đó Là một trong những ngân hàng đó là ngân hàng Five Star Hoa Kỳ à, đây là một cái công ty con của công ty Financial Institution Inc. Là một công ty mà có chứng khoán ở trên cây chỉ số Nasdaq đó thì đã công bố quan hệ đối tác với lại NYDIG. Qua đó đó sẽ trở thành một trong những tổ chức tài chính đầu tiên ở Hoa Kỳ cho phép khách hàng của ngân hàng họ đó có thể mua bán và nắm giữ Bitcoin một cách an toàn. Có nghĩa là ngân hàng Five Star này đó hợp tác với là công ty NYDIG, một trong công ty mà giúp đỡ nhiều cái công ty có thể lưu trữ và tiếp cận được với lại Bitcoin đó thì đã hỗ trợ công ty Five Star này để có dịch vụ cho những khách hàng của họ có thể là tham gia về mua bán và lưu trữ Bitcoin thông qua tài khoản ngân hàng và công ty Five Star Bank này nữa là ngân hàng lớn hay không thì đây là một ngân hàng đó cộng đồng và cũng không lớn đâu các bạn ngân hàng cộng đồng thường nó nhỏ hơn và ngân hàng Five Star Bank chỉ giá là khoảng 5 tỷ đô la cung cấp các loại dịch vụ như là cho vay và thương mại cho các cá nhân, thành phố và doanh nghiệp thông qua cái mạng lưới khoảng chừng 50 địa điểm cũng là một cái bước tiến tới tốt cho cái việc là ngân hàng sẽ hỗ trợ những khách hàng của họ mua bán lưu trữ bitcoin trực tiếp mà khách hàng họ không cần phải đi mở một chi mục khác nhưng mà cũng là một ngân hàng nhỏ cũng là một bước tiến tới mà thôi thông tin kế tiếp đó, thường lại muốn chia sẻ với các bạn thông tin thứ ba ngày hôm nay à, là thông tin liên quan tới nước Nga một lần nữa chúng ta lại nói tới nước Nga tại vì chúng ta đã nói tới nước Nga à, đã liên tục đó là 3 ngày rồi và hôm nay đó thường tập những thông tin này với các bạn sau đó thì chia sẻ những gì đang xảy ra thì hôm nay chúng ta nghe cái thông báo đến từ tổng thống Nga là vladimir putin thì đã yêu cầu là chính phủ quốc gia và ngân hàng trung ương đó cần phải đạt được cái thỏa thuận về tiền điện tử thì ngân hàng trung ương đó sẽ không có cản trở tiến bộ công nghệ và đang được thực hiện những nỗ lực cần thiết để đưa các công nghệ mới nhất vào lĩnh vực hoạt động này có nghĩa là lĩnh vực hoạt động của ngân hàng đó thì điều kế tiếp được nói tới là tất nhiên À, tổng thống Vladimir Putin nói là tất nhiên mặc dù á, chúng tôi có những lợi thế cạnh tranh nhất định ở đây Đặc biệt đó là trong lĩnh vực đạo Bitcoin liên quan tới cái số điện năng và nguồn nhân lực sẵn có trong nước. Những gì được nói tới đây đó tại sao lại có cái lời phát biểu của tổng thống nước Nga thì các bạn có đang nhớ là cái tài khoảng chừng 2 ngày đó thì không biết tại sao tự nhiên nó ngân hàng trung ương của nước Nga lại đưa ra một tài liệu nói là ngân hàng trung ương nước Nga đó thì uh, khuyến khích là chính phủ của nước Nga sẽ cấm đào BTC cấm đào tiền kỹ thuật số và cũng như là cấm không cho tiền kỹ thuật số hoạt động ở nước Nga nhưng mà một ngày sau đó, đó thì các bạn thấy được là Bộ Tài chính nước Nga đã lên tiếng nói là no 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 cái này đó là những gì được nói tới bên ngân hàng trung ương nhưng mà ngân hàng trung ương không có quyền ra pháp luật đơn vị mà ra pháp luật đó là quốc hội của nước Nga cho nên những gì mà ngân hàng trung ương nói là không có hiệu lực đó là cái lời phát biểu của bộ tài chính của ngày hôm qua thường đã chia sẻ với các bạn rồi hôm nay thì tổng thống putin thì đã lên nói tóm lại đó là hai bên ngân hàng trung ương bộ tài chính cũng như là quốc hội của nước nga cần phải làm việc với nhau để mà đưa ra một cái thỏa thuận về tiền điện tử và ngân hàng trung ương đó sẽ không có cản trở cái sự tiến bộ này và bây giờ đó thì chúng ta đã thấy được là trung quốc cấm đào bitcoin thì cuối cùng có lợi gì đâu và nước nga nói là nước nga là một nước mà đang có một số lợi thế liên quan tới điện năng và nguồn nhân lực sẵn có thì đương nhiên không có lý do gì mà nước nga muốn à, đẩy những cái công ty đào bitcoin ra khỏi nước nga mà đương nhiên họ muốn giữ chân để cho có thể là có công việc làm cho cái khu vực đó cũng như là đóng thuế cho nhà nước đương nhiên không lý do gì mà họ muốn cấm cả tại vì các bạn thấy được là Trung Quốc cấm cuối cùng cũng đâu có gì đâu các bạn thấy là Trung Quốc cấm sau đó đó thì chúng ta thấy là cái tốc độ đào của BTC đã đạt được cái đỉnh cao còn cao hơn là trước khi bị cấm nữa cho nên thường nghĩ là bây giờ nhiều quốc gia cũng đang nhận ra được cái vấn đề này rồi đây là cái thông tin của nước Nga mà thường muốn chia sẻ với các bạn Điều kế tiếp đó chúng ta lại qua một nước khác nữa Đó chính là cái nước El Salvador Thì thông tin đó là quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã thúc giục El Salvador đảo ngược quyết định chấp nhận Bitcoin là tiền hợp pháp Vào tháng 9, đó, các bạn hiểu là tháng 9 của năm ngoái El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép người tiêu dùng Dùng Bitcoin như là một tiền hợp pháp thì có nhiều bạn nói là mình ở Canada hay là mình ở Hoa Kỳ thì bây giờ các bạn có thể đến những cái nơi thậm chí là ở quận Cam này đó cũng có Next Burger Các bạn có thể tới đó để mà mua hamburger trả bằng Bitcoin thì đâu có gì là tạm pháp đâu Tại sao lại nói là El Salvador là quốc gia đầu tiên chấp nhận như vậy Cái sự khác biệt đó là nói riêng về Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn coi Bitcoin là một cái loại tài sản Có nghĩa là khi các bạn sử dụng, nghĩa là các bạn đổi một tài sản này để mà đổi ra tiền mặt để mà mua một loại hàng hóa hay là tài sản khác thì nếu như các bạn có lời các bạn phải đóng thuế khi mà một quốc gia như là El Salvador đó họ chấp nhận như tiền tệ thì đương nhiên là không có lời và cũng không cần phải đóng thuế khi mà các bạn sử dụng cái tiền đó các bạn có uh, thấy sự khác biệt hay là không cái đó là cái sự khác biệt giữa là chấp nhận là tiền tệ hay là chấp nhận là tài sản và El Salvador là nước đầu tiên mà chấp nhận Bitcoin là một cái loại tiền tệ nhưng mà điều này đương nhiên là làm cho IMF nó không có được vui rồi các bạn đã nhớ là khi mà thông tin này có đó là bắt đầu là từ tháng 9 hay là tháng 8 năm ngoái thì IMF đã gây ra nhiều cái áp lực nhưng mà cuối cùng cũng không thành công. Các bạn thấy là cuối cùng thì El Salvador vẫn chấp nhận Bitcoin là tiền hợp pháp song song với lại đồng đô la. Bây giờ thì IMF đó lại tiếp tục à, thúc giục El Salvador đảo ngược tại cái quyết định này. Và cái lý do họ đưa ra đó nếu như các bạn xem cái văn bản đó thì ngoại trừ cái việc mà họ nói tới bảo vệ người dân để mà ổn định quốc gia El salvador thì à, họ cũng nói tới thêm một cái lý do nữa mình thường nghĩ đây mới là cái lý do chính thức đó chính là imf đó thì họ đang lo sợ là El salvador sẽ rời bỏ đồng đô la Không có muốn bị quản lý bởi đồng đô la nữa Đó mới là cái sự lo sợ thật sự Chứ nếu như các bạn cứ nghĩ đi Một người nào đó nói là Bitcoin sẽ thất bại Bitcoin là bong bóng, Bitcoin sẽ bể Thì nếu như thuận là AMF Thuận chưa cho El Salvador dùng Bitcoin thoải mái Tại vì để dạy họ một bài học Nếu như mà Bitcoin thật sự là một bong bóng Một cái lừa đảo hay là một cái gì đó không có giá trị Thì El Salvador sẽ trả cái giá đó và những quốc gia khác sẽ không có dám làm Tại sao mà các bạn thấy được là El Salvador rồi ngân hàng quốc tế Tất cả mọi người đó đều muốn El Salvador không có chấp nhận Bitcoin là tiền hợp pháp nữa Tại vì họ sợ Bitcoin thành công Đó mới là cái sự thật Các bạn làm cái gì đó đó Các bạn các bạn giống như là thường đã chia sẻ một ví dụ trước đây Các bạn thức dậy các bạn uh, đi làm thì các bạn thấy cục đá các bạn đâu có đứng lại để mà chửi cục đá đâu Chỉ khi nào mà các bạn đi các bạn giáp cục đá đó Thì các bạn mới đứng lại chửi mà thôi Các bạn thấy là tại vì cục đá đó làm ảnh hưởng đến các bạn Ngân hàng quốc tế hay là IMF thì bây giờ họ đang quan tâm Đến việc El Salvador là một quốc gia rất nhỏ chấp nhận Bitcoin Tại vì sao? Tại vì họ sợ là Bitcoin thật sự là thành công Thật sự là dẫn đến cái hiệu ứng Domino nhiều quốc gia khác nó sẽ làm theo và điều này làm ảnh hưởng đến cái sự thống trị của đồng đô la đó mới là sự thật đây là điều mà thường muốn nói đây thông tin kế tiếp nữa đó là thông tin liên quan tới ethereum thì có một cái bài viết đó bài viết này cũng gây ra khá nhiều cái sự hiểu lầm nói là cái đơn vị ethereum foundation đã coi như là tiêu diệt ether 2.0 nghĩa là sẽ không có ether 2.0 nữa và mãi mãi sẽ không có nhưng mà nếu như các bạn đọc cái bài viết này Các bạn thấy đây là một cái tựa đề Để làm mọi người tò mò bấm vô mà thôi Nhưng mà không phải như vậy Cái mà đang xảy ra hiện bây giờ đó Trước đây chúng ta nói tới là Ether 2.0 Nhưng mà thật ra trước đó nữa các bạn nào mà tham gia từ năm 2016-2017 đó Thì không có Ether 2.0 Chúng ta chỉ biết là Ethereum là có 4 giai đoạn Và cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thứ tư Serenity Mà sau này đó sau đó thì đổi thành Ether 2.0, có nghĩa là đổi thương hiệu. Nhưng mà bây giờ đó thì họ muốn đổi thương hiệu một lần nữa, vẫn tiếp tục phát triển như là đã chia sẻ chỉ là đổi thương hiệu mà thôi, sẽ không có gọi là Ether 2.0 nữa. Tại vì sao? Tại vì đó, họ nói là cái việc đổi thương hiệu này là phản ảnh thực tế đó là cái thứ được gọi là Ether 2.0 thật sự là một cái bản nâng cấp mạng lưới hơn là một cái mạng lưới hoàn toàn mới thì hiểu đơn giản hơn đó là hiện bây giờ chúng ta có Ethereum 1.0 được gọi là cái lớp thực thi đó cái mà các bạn đang sử dụng hiện bây giờ nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái beacon chain của Ether 2.0 đó là cái lớp đồng thuận nhưng mà sau này hai cái lớp này nó sẽ hợp với nhau và Ethereum nó sẽ chuyển thành hệ thống đào qua hệ thống cổ phần hay là Proof of Work qua Proof of Stake Nhưng mà sau khi mà hoàn thành đó, cũng như là lộ trình hiện bây giờ mà thôi không gì khác biệt hết Nhưng mà sau khi hoàn thành nó sẽ không có gọi là Ether 2.0 chỉ đơn giản gọi là TMI mà thôi để cho dễ hiểu hơn tại vì bây giờ gây khá nhiều cái sự hiểu lầm cũng như là một số những cái đơn vị họ trục lợi đó những cái người như là lừa đảo đó thì họ giống như là đưa ra những cái Ether 2.0 để mà lừa đảo mọi người mua những cái token đó chứ trên căn bản không có token Ether 2.0 chỉ có TMI mà thôi sau này ra cả hai hợp lại thành một thì vẫn gọi là TMI chứ không phải là ITER 2.0 những gì mà trong cái lộ trình vẫn tiếp tục thực hành Chỉ là đổi thương hiệu mà thôi Đó chính là điều liên quan tới Ether 2.0 mà thường muốn chia sẻ ở đây Thông tin kế tiếp đó là thông tin dành cho những bạn nào mà là fan của Solana Thì các bạn có đã biết là gần đây Solana là một đồng mà cũng xuống giá khá là nhiều Và cũng gặp một số những cái sự chỉ trích Tại vì mạng lưới bị tắt nghẽn hay là mạng lưới lại bị đứng vân vân Thì những bạn nào mà là fan của Solana đó thì hôm nay có một thông tin Đó chính là giám đốc điều hành của Solana Labs Anatoly Yakovenko đã giải quyết những lo ngại về hiệu sức mạng của Solana đó Cho một cái chủ đề mà đăng trên Twitter Thì cho một cái thuyết đó ông ta nói là sẽ có một cái nâng cấp để mà giải quyết các vấn đề và sẽ được triển khai trong vòng 4 tới 5 tuần tới. Những gì mà đang xảy ra hiện bây giờ đó, họ sẽ không có làm ngơ mà họ sẽ tiếp tục có cái bản nâng cấp để mà giải quyết những vấn đề đó. Và hiện bây giờ một số nâng cấp đó đã được thực hiện và nhiều hơn thế nữa sẽ được thực hiện trong cái thời gian tới đây trong vòng 4 tới 5 tuần. Và đây là một thông tin mà tôi nghĩ là những mà nào mà thích Solana thì cũng sẽ cảm thấy là có một cái tiến triển để cho mạng lưới nó bất động tốt hơn tuy nhiên các bạn thấy được là gần đây thì Sam bankman Free của FTX cũng đã lên tiếng nói là cho dù là Solana là không hoàn chỉnh đi nữa nhưng mà đâu có mạng lưới nào hoàn chỉnh đâu mặc dù là Solana đã bị đứng mạng đã bị tắt nghẽn nhưng mà nhìn vào cái số lượng mà giao dịch được xử lý trên mạng Solana vẫn là một trong những blockchain xử lý rất nhiều giao dịch hiện bây giờ đó là những cái lời mà bảo vệ Solana đến từ Sam Free mà nhiều bạn cũng đã biết ở trên Twitter rồi. Một kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đã đến giờ để mà bơm thêm một số Hopium rồi. Thì uh, hôm nay đó Hopium sẽ đến từ không ai khác hơn đó chính là Ark Invest của Cathy Wood. Thì uh, Apple đã coi như là trước đây đó nói là Bitcoin chẩn đoán là trong thần nhớ là năm 2026 đó sẽ là 500.000 đô cho một đồng Bitcoin. Bây giờ đó thì Cathie Wood của Art Invest nói là không. Bà ta nghĩ đó là tới năm 2030 đó thì một đồng Bitcoin có thể là hơn 1 triệu đô la. Tại sao lại nghĩ như vậy? Tại vì đó ca thì buổi nói là Bitcoin sẽ chiếm được một phần của thị trường tài chính nói chung và một phần nhỏ đó thôi đó cũng đã đủ đẩy vốn hóa Bitcoin lên để có thể có được một uh, triệu đô la trong một đồng Bitcoin. Và bà ta nói tới bảy điều. Thứ nhất đó là Bitcoin là mạng lưới chuyển tiền. Thứ nhì đó là một loại tiền tệ mới của thị trường. Thứ ba là mạng lưới thanh toán kinh tế. Thứ tư là tài sản quốc gia, nhà nước thứ năm đó là tài sản có khả năng chống thu giữ thứ sáu đó là đầu tư từ các tổ chức và thứ bảy đó là tài sản của những cái doanh nghiệp và chỉ cần là bitcoin nó có thể chiếm được một phần của một trong những cái điều này mà thôi có nghĩa là mỗi một phần đó thì bitcoin chiếm một phần của cái thị trường đó giống như một phần của mạng lưới chuyển tiền một phần của tiền tệ mới của thị trường một phần của mạng lưới thanh toán thì giá của btc đó sẽ lên tới là một triệu đô la cho một đồng bitcoin đến năm 2030 đó là điều đầu tiên điều thứ nhì đó cũng là Cathy Wood nữa đã chẩn đoán là Bitcoin 1 triệu đô la Ethereum trong vòng 10 năm đó Cathy Wood nói là có thể đạt được tổng số vốn hóa lên tới 20.000 tỷ thì à, nếu chúng ta nói là vốn ngoài thị trường của Ether đó có thể đạt đến 20.000 tỷ trong 10 năm thì có nghĩa là bây giờ Ethereum nó có nguồn cung là khoảng 120 triệu đồng và ước tính sẽ đốt khoảng chừng là 1 triệu hàng năm thông qua EIP 1559 thì khi mà hợp nhất với lại Proof of Stake đó có nghĩa là thành công chuyển qua hệ thống đào thì điều này sẽ đưa cái nguồn cung gần hơn là khoảng chừng là 110 triệu vào cuối thập kỷ thì điều đó có nghĩa là giá của Ethereum sẽ là khoảng tám 180 000 đô nếu mà dự đoán của Ark Invest trở thành sự thật. Đây là cái hopium đến từ Ark Invest ngày hôm nay mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Bitcoin năm 2030 1 triệu đô la và Ethereum năm 2032 là có thể lên tới là 180 000 đô. Đó là dự kiến của ARK Invest Một kế tiếp tôi muốn trả lời một câu hỏi là Một số bạn cũng hỏi Thuận về là Gần đây đó cũng thấy Thuận có một số những đồng ổn định Thì Thuận có gửi lấy lời hay là không Thì câu trả lời nhiều bạn cũng đã biết là có Và một trong những cái uh, dịch vụ mà sử dụng nhiều gần đây đó uh, Đó chính là BlockFi Thì uh, BlockFi Thuận đã sử dụng là hơn một năm rồi Nhiều bạn cũng đã biết Nhưng mà gần đây cũng có một số những cái uh, sản phẩm khác Thuận cũng sử dụng Đó chính là Crypto.com tôi cũng sử dụng một số ở trên Gemini nhưng mà một số bài nói thường là những công ty này đó, nhất là chúng ta nói tới uh, là crypto.com hay là Blockfi hay là Gemini đó thì những công ty này phần lớn là người Hoa Kỳ sử dụng cho nên những bài nào mà tham gia đó thì cũng gặp một số những khó khăn để mà KYC uh, xác minh thân phận của mình sử dụng chứng minh nhân dân thì có một sự lựa chọn khác mà Thượng cũng đang thử nghiệm hiện bây giờ đó chính là công ty Nexo thì uh, Thuận cũng thử nghiệm công ty Nexo này khoảng chừng là chưa tới một tháng Thường chỉ mới bắt đầu mà thôi nhưng mà đây là một công ty mà à, có thể là đơn giản hơn cho những thế nào mà sống ở Việt Nam đó thì có thể là KYC một cách hiệu quả hơn so với lại các bạn KYC những cái dịch vụ mới đây cho nên Nexo cũng là một dịch vụ mà Thuận cũng đã bắt đầu sử dụng và những thế nào mà muốn tìm hiểu thêm đó, thì Thuận sẽ để những cái link bên dưới cái video này và đương nhiên lưu trữ cá nhân các bạn trong ví chữ lạnh thì cũng có nguy hiểm riêng các bạn à, để chính xác dịch cũng có nguy hiểm riêng và các bạn gửi cho những công ty này cũng có nguy hiểm riêng cho nên các bạn cần phải cân nhắc khi mà tham gia Thuận thì để một phần uh, trong những công ty này mà thôi và thường sẽ có những chia sẻ chi tiết hơn là thường uh, lưu trữ như thế nào và những công ty này thường nghĩ ra sao nhưng mà bây giờ là bốn công ty mà thường sử dụng hiện bây giờ Crypto.com, gemini và nexo trong đó, đó thì nexo là công ty mà có thể hỗ trợ các bạn kyc nếu các bạn ở việt nam đơn giản hơn và cuối cùng đó chính là cái mục liên quan tới onchain thì on chain cũng không có nhiều thay đổi đâu các bạn. Các bạn thấy được là cái số lượng BTC có lời bây giờ trên classical ra là 64% và chúng ta thấy được là cũng tương đương như ngày hôm qua thôi, thậm chí xuống thêm một chút nữa. Hôm qua là khoảng 65, hôm nay là 64%. Mức này rất là thấp và chúng ta thấy là hôm nay cái số lượng lệnh bị thanh lý đó thì cũng không có nhiều lắm. Các bạn thấy là trong vòng 24 giờ qua là khoảng chừng 319 triệu đô la bị thanh lý và chúng ta nhìn vào cái cột 24 giờ thì các bạn thấy được là phần lớn đó là lệnh long và lệnh short đó, hầu như lệnh long thì nhiều hơn nhưng mà cả hai đều bị thanh lý đương nhiên các bạn thấy là cái giá cả nó tăng mạnh rồi nó lại xuống mạnh thì nó lại tăng ngược trở lên khiến cho cả hai long và short đều bị thanh lý à, và phần lớn các bạn thấy được là lệnh long và thanh lý trên binance nhưng mà ở trên bybit đó, thì lại có lệnh short bị thanh lý nhiều hơn Nói tới đây đó, thì những cái thanh lý gần đây có làm giảm đi cái số lượng lệnh đòn bẫy hay là không Thì các bạn thấy được là cũng có một số những cái hiệu quả Tuy là vẫn còn ở mức cao Các bạn thấy được cái đường màu xanh này đại diện cho những cái số lượng lệnh đòn bẫy hiện bây giờ Nhưng mà cũng có cái xu hướng là trong vòng mấy ngày qua Các bạn thấy là cũng đã không tăng nữa và bắt đầu là có xu hướng giảm xuống Thì đương nhiên cái số lượng lệnh bẫy bây giờ vẫn cao Nhưng mà cũng không tăng nữa và bắt đầu có xu hướng giảm xuống Đó là điều chúng ta muốn thấy Và hiện bây giờ đó thì cái chỉ số funding rate cái phí qua đêm là trừ 0.008 thì coi như là tuy là vẫn nghiêng về là nhiều short hay là long nhưng mà cũng coi như là cũng ngang hàng mà thôi tại vì 0.008 là một con số rất là nhỏ coi như là số lượng lệnh long và short đó bây giờ cũng bắt đầu ngang hàng trở lại và nói tới đây đó chúng ta nhìn vào cái số lượng Ether và BTC nạp lên trên sàn à, cái này tính theo ngày mẫu thanh này là một ngày thì như thế nào thì các bạn đã thấy được là BTC đó thì ngày hôm qua có nhiều Bitcoin ra khỏi hơi nạp vào nhưng mà em thì ngược lại các bạn nhìn thấy bên dưới này là màu xanh bên trên là màu đỏ nhưng mà các bạn thấy là nói chung đó thì trong vòng hai tuần qua thì cái số lượng BTC và Ether nạp vào vẫn ít hơn là rút ra có nghĩa là giá đi xuống nhưng mà các bạn thấy được là tuy là áp lực bán nhưng mà những người mua đó thì vẫn thấy là dấu hiệu là họ đem ra khỏi sàn chứ không phải là giữ trên đó và không có dấu hiệu là nhiều người đẩy btc hay là Ether lên trên sàn và các bạn thấy là chúng ta nhìn vào cái số lượng btc trên sàn là cái đường màu xanh bên trên này thì cái xu hướng gần đây vẫn là đi xuống càng ngày càng ít bitcoin trên sàn hơn Ethereum thì cũng là như vậy mà thôi Nói chung thì trong thời điểm này đó những cái tài liệu on-chain cũng không có nhiều cái sự khác biệt đâu so với những gì chúng ta đã biết trước đây Nhưng mà Thường cũng muốn tiếp tục cập nhật để các bạn nhận được những thông tin này mà thôi Và ngày hôm nay đó Thường không có dành nhiều thời gian để mà phân tích tại vì hôm nay có rất nhiều những cái thông tin như là Thường đã chia sẻ trong video này Và Thường hy vọng là các bạn nhận được những cái giá trị trong cái uh, tài liệu Thường chia sẻ ngày hôm nay Bây giờ cũng uh, tối rồi gần 9 giờ tối Thường sẽ ngưng cái video này để mà edit rồi đăng lên Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia Thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham Yeah, và những sàn này và những mà nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những mà nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn